Xin được hoan hỉ chào đón tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 6 âm lịch. Và thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì Phong thủy Gia Cát sẽ cùng chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn về vận trình công danh, sự nghiệp và tài lộc, sức khỏe, tình duyên của những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong tháng 6 âm lịch. Các chuyên gia tử vi cảnh báo trong tháng 6 âm lịch này thì những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ phải chịu nhiều ảnh hưởng bởi hung tinh Thái Tuế nên phải gánh vác trên vai rất nhiều áp lực, nhất là vấn đề kinh tế. Thưa quý vị, họa vô đơn chí, đây là một năm cực độc nếu như bản mệnh không nắm được vận trình Thái Tuế và cách hóa giải hung tinh thì những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ rất dễ trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi. Và ngoài ra thì rất có thể sẽ gặp đại nạn trong năm 2022 nhâm dần này. Tiểu nhân sẽ vây hãm và quấy phá liên tục, nhưng cũng đừng vì thế mà những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ phải quá lo lắng, bởi vì những khó khăn trở ngại trong cuộc sống đến với mình là để giúp chúng ta hoàn thiện bản thân hơn mà thôi. Và sau những xui xẻo biến cố thì bao giờ cũng là con đường sáng lạn ở phía trước, và nếu nắm bắt được vận mệnh và biết cách đi đúng hướng thì những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 6 này chúng ta vẫn sẽ có được những thành công đột phá, đứng đầu trong top những con giáp giàu có và thành công bậc nhất trong năm 2022 nhâm dần này. Vậy thì để biết được vận trình tài lộc của mình trong tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần này, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung phân tích ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, Kỷ Tỵ sinh năm 1989 là người thông minh, sáng dạ và có khí chất, hấp dẫn, mưu lược và bí ẩn. Kỷ Tỵ không thuộc tiếp người bốc đồng, phô trương, họ kín đáo, hành xử âm thầm, khả năng tự lập cao. Họ thường thích đọc sách, nghe nhạc, thích ăn ngon, mặc đẹp, bị thu hút bởi cái đẹp. Nữ Kỷ Tỵ quyến rũ và nổi bật, nam Kỷ Tỵ tao nhã, lịch sự và có khí chất. Đại Lâm Mộc là cây lớn giữa rừng, che chở cho muôn loài. Người mệnh này chắc chắn là giàu lòng trắc ẩn hay giúp đỡ người khác. Kỷ Tỵ có khả năng quan sát, học hỏi và rút ra nhiều bài học cho bản thân qua việc theo dõi thất bại của người khác. Kỷ Tỵ xoay chuyển tình thế rất tốt. Những lúc gặp khó khăn, họ luôn kiên nhẫn, phân tích kỹ càng để tìm ra mấu chốt của vấn đề, giải quyết một cách ổn thỏa. Tháng 6 âm lịch, vận thế của những người tuổi Kỷ Tỵ bình ổn, bạn sẽ đón nhiều cơ hội và thách thức. Cơ hội phát triển tăng lên, đi kèm là thách thức và áp lực, đòi hỏi tâm lý phải thật vững vàng thì mới có thể đối phó được với mọi biến động có thể xảy đến, từ đó gặt hái được thành công như mong đợi. Tuy nhiên, tính tình kiêu ngạo, thích thể hiện sẽ gây ra những tác động không thể tốt đến sự nghiệp của con giáp này. Vì thế, tránh những mâu thuẫn không mong muốn, bản mệnh cần thay đổi những tật xấu của mình, học cách lắng nghe ý kiến của người trên, tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên. Làm việc gì cũng nên giữ tinh thần dĩ hòa vi quý, không nên có những quyết định bốc đồng, ngang ngược. Những người còn độc thân có thể được đón nhận nhiều tin mừng cho chuyện tình cảm, tuy nhiên cần biết giữ mình nên quan sát và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, giữ khoảng cách phù hợp với mọi người, tránh đào hoa xấu. Xét về thiên can, kỳ âm thổ gặp đinh âm hỏa nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh, xuất tiết mất khí. Trong tháng này, các gia chủ Kỷ Tỵ cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Gia chủ cũng cần phải chú ý có tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi trong tháng này cho thấy, cơ hội phát triển sự nghiệp của gia chủ có dấu hiệu tăng lên. Bạn được giao nhiều trọng trách trong tập thể, làm được công việc yêu thích đúng sở trường, nhờ vậy mà con đường tiến thân cũng rộng mở. Lại thêm sự công nhận của cấp trên, cùng với tương trợ kịp thời trong những phút khó khăn của quý nhân sẽ giúp chặng đường phía trước của bạn nhẹ nhàng hơn trong năm nay. Ngày chạm tay tới mục tiêu của bạn cũng không còn xa. Tuy nhiên, không nên dựa dẫm quá nhiều vào vận may hay sự giúp đỡ của người khác. Chỉ có tự thân cố gắng giành lấy cơ hội thì mới thật sự thuộc về bạn. Nếu không, dù có giải quyết được hết nhiệm vụ trong tay, cũng khó tạo ra được sự đột phá so với đồng nghiệp bên cạnh. Thêm nữa, cơ hội nhiều hơn đồng nghĩa với thách thức và áp lực cũng không nhỏ. Bạn nên chuẩn bị sẵn tâm lý để đối diện với mọi điều xảy đến. Những lúc mông lung, đừng ngần ngại hỏi xin ý kiến góp ý từ người đi trước. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an.
Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Kỷ Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tài vận trong tháng ở mức bình ổn, có dấu hiệu tăng tiến nhẹ, thu nhập chủ yếu vẫn đến từ công việc chính. Tuy có một số cơ hội đầu tư quý nhân mang đến, nhưng lợi nhuận tính về lâu về dài. Nên dù hiện tại chưa thu hoạch được như mong muốn, bạn cũng chớ nên nản lòng quá sớm. Hãy cứ chờ đợi thêm rồi bạn sẽ thu về thành quả xứng đáng. Ngoài ra, bạn cũng có thể chủ động tìm một số công việc tay trái hay làm thêm lúc rảnh để tăng thêm thu nhập. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tháng này gia chủ không gặp nguy hại lớn nào về sức khỏe, dù có thì cũng chỉ là bệnh vặt theo mùa, sẽ được chữa trị kịp thời. Tất nhiên bạn sẽ cần phải chú ý rèn luyện thể dục thường xuyên để tăng cường sức khỏe. Những người làm văn phòng do tính chất công việc ngồi nhiều nên có dấu hiệu ê mỏi cơ, đau vai gáy, cần phải thường xuyên vận động nhẹ nhàng và tập các bộ môn thể thao như yoga, đi bộ, chạy bộ để tăng gân cốt linh hoạt. Những quý vị gia chủ Kỷ Tỵ chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực cho mình, bạn chỉ chăm chăm làm việc mà không chỉ thư giãn, tinh thần nên sẽ có thể là cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn. Nên biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động, chớ nên tham công tiếc việc quá mức, bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù có cố gắng hết sức làm việc cũng khó đạt được hiệu quả cao. Các quý vị gia chủ Kỷ Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Dù không được đào hoa chiếu mệnh, nhưng đường tình duyên của gia chủ vẫn đang tiến triển hết sức bình ổn, hạnh phúc, đảm bảo. Nữ mệnh vẫn đang trên hành trình tìm kiếm nửa kia cho mình sẽ có nhiều cơ hội tình cảm hơn khi mối quan hệ được mở rộng, làm quen hoặc được giới thiệu với nhiều người tiềm năng. Đôi lúc bạn cần chủ động, mạnh dạn theo đuổi hạnh phúc hơn nếu cảm thấy ai đó có thiện cảm. Còn nếu vẫn giữ thái độ bị động thì sẽ rất khó thay đổi tâm trạng hiện tại. Nam mệnh vẫn cần phải chủ động chứng tỏ thành ý của mình nhiều hơn, cơ hội sẵn có, nếu như không biết nắm bắt thì cuối cùng chỉ biết trách chính bản thân bạn, chứ không phải do số phận. Những người đã có gia đình biết cách vun vén hạnh phúc, vợ chồng đồng lòng, cùng chăm lo và nuôi dạy con cái, không khí gia đình đầm ấm, hòa hợp, đôi lúc xảy ra khúc mắc nhưng cũng nhanh chóng được hòa giải. Sự chia sẻ và bao dung của cả hai sẽ giúp các bạn trở nên tốt hơn. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Tháng Mùi, lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành mộc cục, xung sửu, hình sửu, hại tý, phá tuất và tuyệt sửu. Đối với những người tuổi Kỷ Tỵ, trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 6 năm 2022, tức ngày 9 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Hợi, có nạp âm Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 6 năm 2022, tức ngày 21 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Hợi, có nạp âm Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 6 năm 2022, tức ngày 6 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Canh Thân, có nạp âm Thạch Đậu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 6 năm 2022, tức ngày 18 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Nhâm Thân, có nạp âm Kiếm Phong Kim.
Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những người tuổi 1989 trong tháng 6 âm lịch, và chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để chúng ta có thể thay đổi cuộc sống trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.